Chiều ngày 1 tháng 6, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đến thăm tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 cho các cháu thiếu nhi phường Tấn Tài. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đã ân cần thăm hỏi kết quả học tập và trao 200 phần quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em khuyết tật, mồ côi trên địa bàn phường Tấn Tài. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, đón ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ, ý nghĩa. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn đến sự nghiệp giáo dục để thiếu nhi có môi trường phát triển tốt nhất.